16 Chuyện thứ 16 Lâu đài của Sirima Sirima Vimana Bây giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Rajagaha, vườn xá, ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm. Thời ấy, Sirima, kỹ nữ sang trọng đã được nói đến trong chuyện trước cũng từ giả nghề nghiệp ô uế của nàng vì nàng đã đắc quả dự lưu và bắt đầu cúng dường thực phẩm hàng ngày cho tám vị trong tăng chúng được chọn theo phiếu. Từ buổi đầu, tám tỷ kheo đã đến nhà nàng hàng ngày. Nàng thường múc đầy các bình bát và nói, Xin hãy dùng một ít bơ, hãy dùng một ít sữa, vân vân. Phần ăn mỗi người nhận được đủ cho ba bốn người mỗi ngày số thực phẩm cúng dường có giá trị bằng 16 kahapana, giá hai con bò sữa. Một hôm, một tỷ kheo đã thọ hưởng buổi ngọ trai dành cho tám vị sông. bèn đi đến một tinh xá cách đó ba do tuần, khoảng 20 km. Bấy giờ, về buổi chiều, trong lúc vị ấy ngồi hầu cận chư trưởng lão chư vị hỏi này hiền hữu hiền hữu đã thọ thực tại đâu ngay trước khi đến đây tôi đã giữ buổi ngọ trai dành cho tám vị tại nhà cô shirima thế cô shirima đem cúng dường thực phẩm mà cô ấy đã làm cho ngon lành chăng tôi không thể nào tả hết buổi ngọ trai kia cô ấy cúng dường thực phẩm đã chuẩn bị rất thịnh soạn chỉ một phần ăn một người nhận được cũng đủ cho ba bốn người song còn đặc biệt thù thắng hơn cả lễ vật được bố thí là dung sắc của cô ấy vì cô ấy có dung sắc tuyệt mỹ thế này thế này vân vân rồi vì ấy kể lại mọi vẻ đẹp hấp dẫn của nàng Bây giờ, một tỷ kheo đã nghe lời tường thuật mọi vẻ diễm lệ của nàng, mặc dù chưa thấy nàng, chỉ mới nghe kể về nàng, vì ấy đã đâm ra si tình nàng và nghĩ thầm: Ta muốn đi nhìn nàng. Vị ấy bèn nói về số hạ lạp mùa an cư đã trải qua và hỏi một vị tỷ kheo về vị trí của mình trong giáo đoàn khi nghe vị kia bảo này hiền hữu ngày mai hiền hữu sẽ là vị tỷ kheo trưởng thượng hiền hữu sẽ được dự một buổi ngọ trai dành cho tám vị vị ấy liền cầm y bác ngay lúc ấy và khởi hành từ lúc rạng đông vị ấy vào phòng phát phiếu và đã làm vị tỷ kheo trưởng thượng vị ấy đi thọ dụng một buổi ngọ trai dành cho tám vị. Xong, ngay đúng lúc vị tỷ kheo đã thọ trai ngày hôm trước vừa ra đi, thì một căn bệnh phát ra trong thân thể Sirima. Vì thế nàng cởi hết tư trang và đi nằm. Lúc ấy đám gia nhân của nàng thấy các tỷ kheo đã đến để thọ buổi ngọ trai dành cho tám vị, liền báo tin cho nàng vì không thể chính tay cầm các bình bát hoặc mời chư tăng an tọa nàng ra lệnh cho các nữ tỳ này các chị hãy cầm lấy bình bát mời chư trưởng lão an tọa dừng chư vị nước cháo để uống rồi dọn các thức ăn cứng bánh trái và khi đến giờ ngọ trai buổi cơm chín trước ngọ hãy múc đầy các bình bát và dân chư vị họ làm theo lệnh ấy nàng lại bảo hãy quàng tay qua người tôi và đưa tôi vào tôi muốn đảnh lễ chư vị tôn giả rồi nhờ họ dìu dắt nàng được đưa vào tiếp kiến các tỷ kheo và đảnh lễ chư vị với thân hình run rẩy khi vị tỷ kheo đã suy si tình nàng thấy nàng Vị ấy suy nghĩ, dầu đang bệnh, nữ nhân này vẫn có dung sắc mỹ lệ sáng tươi. Vậy thì lúc nàng khỏe mạnh, tô điểm mọi thứ nữ trang, nàng còn đẹp đến giường nào. Và các lậu hoặc chất chứa từ vô lượng kiếp nổi dậy tấn công vị ấy. Vị ấy trở nên thẫn thờ, không thể ăn cơm được nữa. Bèn cầm bát trở về tinh xá đẩy bình bát lại để sang một bên và trải một góc chiếc y rồi nằm xuống. Sau đó, dù một bạn đồng tu đến vang này, vị ấy cũng không thể ăn gì được. Vị ấy cứ thế nhịn ăn. Ngày tối hôm ấy, Sirima từ trần. Nhà vua gửi lời nhắn với bậc đạo sư. Bạch Thế Tôn, Shirima, em út của y sĩ Chivaka đã từ trần. Khi bậc đạo sư nghe tin ấy, ngài gửi lời nhắn với nhà vua: không nên hỏa thiêu thi hài Shirima. Hãy đưa thi hài ấy xuống đặt ở chỗ các xác chết chưa thiêu và canh giữ để các loài diều quả đừng ăn thịt nó. Nhà vua làm theo như vậy ba ngày liên tiếp trôi qua vào ngày thứ tư xác bắt đầu sình lên dòi bọ bắt đầu bò ra từ chính lỗ toàn thân chẳng khác nào một thùng gạo thối nhà vua truyền lệnh khắp kinh thành ngoại trừ trẻ con phải giữ trong nhà tất cả mọi người ai không đi viếng sirima đều phải nộp phạt tám kahabana giá tiền một con bò sữa. Rồi nhà vua gửi lời nhắn với Bậc Đạo Sư. Xin Chư Tăng cùng với Đức Phật là vị thượng thủ hãy đến viếng Sirima. Bậc Đạo Sư thông báo với các tỷ kheo. Chúng ta sẽ đi viếng Sirima. Vị tỷ kheo trẻ đã nằm dài suốt bốn ngày, không để ý gì lời ai nói. Cũng không ăn uống gì, thậm chí thức ăn trong bình bát đã hồi thối. Vị ấy cũng không nhấc chân lên. Này một vị đồng tu đi đến bảo. Này hiền hữu, bậc đạo sư sắp đi viếng Sirima đấy. Chỉ mới nghe nhắc đến tên Sirima, vị tỷ kheo trẻ, dù đang đói lã người, cũng vùng dậy. Vị đồng tu hỏi. Bậc đạo sư sắp đi viếng Sirima Thế hiền hữu có đi không? Tôi sẽ đi. Vị ấy đáp, rồi vừa đổ cơm ra, vị ấy vừa rửa bình bát và cùng đi với tăng chúng. Bậc đạo sư được chúng tỷ kheo vây quanh, đứng thành một nhóm. Hội chúng tỷ kheo ni, đám triều thần và thiện nam tín nữ đứng riêng thành từng nhóm. Bậc đạo sư hỏi nhà vua. Thưa Đại Vương, cô ấy là ai thế? Bạch Thế Tôn, đây là em gái của Jivaka, tên là Sirima. Đây là Sirima Ư. Chính thế Bạch Thế Tôn. Thế thì hãy đánh trống truyền lệnh khắp kinh thành rằng, bất kỳ ai muốn đều có thể chiếm được Sirima với giá một ngàn Kahapana. Nhà vua truyền làm như vậy. Chẳng có ai buồn nói có hay không trước lời đề nghị ấy cả. Nhà vua nói với bậc đạo sư. Bạch Thế Tôn, không ai nhận lời cả. Thưa Đại Vương, thế thì hạ giá xuống. Nhà vua lại bảo truyền lệnh bằng trống. Hãy lấy nàng với giá 500 kahapana khi không thấy ai nhận nhà vua lại truyền trống lệnh hãy lấy shirema với giá hai trăm rưỡi với giá hai trăm với giá một trăm với giá năm chục với giá hai mươi lăm kahapana với giá mười kahapana với giá năm kahapana với giá một kahapana với giá một nửa kahapana với giá một phần tư kahapana với giá một masaka bằng một phần mười kahapana với giá một kakanika một phần mười masaka và cuối cùng nhà vua truyền trống lệnh hãy nhận lấy không tốn tiền xong cũng chẳng có ai nói có hay không trước lời đề nghị trên cả nhà vua nói bạch thế tôn không ai muốn nhận nàng dù chẳng tốn tiền bậc đạo sư bảo này các tỷ kheo hãy xem đây một nữ nhân được cả thế giới ái mộ ngay trong kinh thành này ngày trước họ đưa một ngàn kahapana để hưởng một ngày bên cô ấy. Thế mà bây giờ, không ai muốn nhận lấy dù chẳng tốn gì cả. Đấy, sắc thân là như vậy. Đầy mầm thối nát hủy hoại. Chỉ được tô điểm ngọc vàng để làm cho hấp dẫn. Thật ra, đó là một đống thịt đầy thương tích vì có chín lỗ chảy chất ô uế được kết hợp lại nhờ ba trăm cái xương luôn luôn đau nhất đã làm chủ đề cho biết bao tư tưởng vì thế giới ngu si này cứ chiêm ngưỡng nó một tấm thân không chút bền vững và ngài ngâm kệ để thuyết giảng điều này hãy ngắm hình nhân được vẽ màu kết thành một đống vết thương đau chủ đề của biết bao tư tưởng nhức nhối không bền vững chút nào. Khi kết thúc bài giảng, vị tỷ kheo Si Tình Nàng Sirima đã xả ly mọi nỗi tham đắm dục vọng. Vị ấy phát triển thiền quán và thành tựu quả A la hán. 84.000 người khác đắc pháp nhãn. Và thời ấy, thiên nữ Sirima sau khi đã chiêm ngưỡng cảnh vinh quang thành đạt của nàng, lại chiêm ngưỡng nơi nàng đã giả từ và thấy Đức Thế Tôn được hội chúng tỷ kheo vây quanh, cùng đám dân chúng đang tụ tập quanh thi thể nàng. Rồi được 500 tiên nữ của nàng hộ tống cùng 500 cổ xe, nàng xuất hiện nguyên hình, bước xuống khỏi cổ xe, đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng với đoàn tùy tùng của nàng rồi nàng đứng yên trong dáng điệu sùng kính. Lúc ấy Tôn giả Van sa đứng gần Đức Thế Tôn, liền thưa với ngài: "Bạch Thế Tôn, con xin phép hỏi một câu." "Này Van sa hãy hỏi đi." Đức Thế Tôn đáp. Tôn giả Van sa liền hỏi thiên nữ Sirima câu này: "Một đàn ngựa thắng cương khéo điểm trang lực thần thẳng tiến xuống trần gian năm trăm sa mã theo hầu cận được đám quảng xa dục bước đường hai đứng trong sa mã đại huy hoàng tỏa sáng dung quang thật vẹn toàn rực rỡ như ngàn sao chiếu rọi hỡi nàng thiên nữ sắc vinh quang từ loài sanh chúng nào đi đến đảnh lễ dưới chân Phật thượng nhân? Khi được vị trưởng lão hỏi vậy, thiên nữ giải thích về bản thân nàng. Bà người bảo tối cao giữa hữu tình là nơi thiên chúng thích thay hình. Từ sanh loại ấy nàng thiên nữ biến hóa hình dung thỏa ý mình con đã đến đây xin đảnh lễ Phật Đà Tối Thượng giữa quần sanh. Khi thiên nữ đã giải thích như vậy về sự tái sanh của nàng giữa chư thiên hóa lạc, vị trưởng lão lại muốn nàng kể về kiếp trước của nàng, công đức thiện nghiệp nàng đã tạo và lòng mộ đạo của nàng. 4. Thổi trước nàng theo thiện hạnh nào vinh quang vô lượng ấy nhờ đâu phi hành đại lực đầy an lạc tỏa sáng mười phương sắc nhiệm màu năm thiên chúng bay quanh đầy mến thương từ đâu tận số đến thiên đường nàng vâng lời dạy người nào đó có phải môn đồ phật thế tôn để giải đáp vấn đề được vị trưởng lão hỏi thiên nữ Ngầm các vần kệ này. 6. Ở kinh thành khéo dựng huy hoàng, Hầu hạ quân vương thật vẻ vang, Con được luyện chuyên về múa hát, Sirima, chúng gọi tên con. 7. Giác giả tối cao Phật Thế Tôn, Dạy con khổ tập, ấy vô thường, Niết bàn khổ diệt là trường cửu. Đây đạo thẳng ngay, đạo cát tường. 8. Khi nghe bất tử, vô duyên sanh, tối thượng Như Lai đạo pháp lành, còn chế ngự cao theo giới luật, trú an trong Phật pháp quang vinh. 9. Khi hiểu niết bàn chẳng nhiễm ô, Như Lai tối thượng thuyết minh cho, chính con đạt định tâm an tịnh, tịnh tính tối cao quả thật là. Mười Khi đắc pháp kia chẳng diệt vong, làm con xuất chúng vẫn an lòng, nổi danh thiền quán không nghi hoặc, con đã được dân chúng kính nhường. Con thọ hưởng bao niềm lạc thú, hân hoan tâm trí thật vô lượng. 11. Thiên nữ là con thấy Pháp Ngài môn đồ đức tối thượng như lai vì con thấy pháp tâm an trú sơ quả dự lưu chẳng đọa rồi mười hai cung kính pháp vương sáng tuyệt trần đến gần đảnh lễ đứng siêu nhân và con đảnh lễ toàn tăng chúng thích thú thiện hành tạo phước ân mười ba mừng vui phấn khởi ở trong tâm khi thấy Như Lai Đại Trí Nhân là bậc vinh quang trên thế giới, Ngài điều ngự những kẻ nhu chuẩn, Ngài trừ diệt hết lòng tham ái, thích thú thiện lương vị trưởng đoàn, còn kính lễ chân Ngài tối thượng, từ bi lân mẫn cõi phàm trần. Như vậy, thiên nữ Sirima lâm trọng tuyên bố niềm tin nàng đã chấp nhận và bày tỏ lòng quy ngưỡng tam bảo. Nàng đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng tăng chúng. Rồi sau khi nàng trang nghiêm đi vòng quanh chư vị, nàng trở lại thiên giới. Đức Thế Tôn lấy việc nàng từ thiên giới xuống trần, làm cơ hội thuyết giảng pháp thoại. Khi chấm dứt pháp thoại, vị tỷ kheo đã từng mơ tưởng Sirima chứng đắc quả A-la-hán và pháp thoại cũng rất lợi ích đối với toàn thể hội chúng ấy. 17. Chuyện thứ 17 Lâu đài của Kesakari Kesakari Vimana Bây giờ, Đức Thế Tôn trú tại Ba La Nại, trong vườn Nai ở trú xứ Chư Tiên, Isipatana. Patana buổi sáng các tỷ kheo đắp y, cầm y bát và đi vào ba la nại. Chư vị đến gần cửa nhà một bà la môn. Trong nhà ấy có con gái vị bà la môn, tên Kesakari, đang bắt chí, cháy, trên đầu mẹ nàng gần cửa. Thấy các tỷ kheo đi ngang qua, bèn hỏi mẹ. Mẹ ơi, các vị này từ giả đời thế tục hình như còn ở độ tuổi xuân xanh, thanh lịch, đẹp trai, dáng ưa nhìn. Không gặp tai họa khổ đau nào cả. Thế tại sao chư vị xuất gia ở tuổi này? Mẹ nàng đáp, Này con, có vị thích tử xuất gia từ dòng họ thích ca đã hiện ra ở đời, là bậc đạo sư, được gọi là Đức Phật. Ngài thuyết pháp hoàn thiện ở phần đầu, phần giữa và phần cuối, cả về ý nghĩa lẫn ngôn từ. Ngài tuyên bố đời phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và thanh tịnh. Chư vị này đã xuất gia vì nghe Pháp ấy. Bây giờ, có một cư sĩ tại gia đã đắc sơ quả và hiểu Pháp. Nghe được câu chuyện khi đi ngang qua đường ấy và đến gần hai mẹ con vị nữ nhân bà la môn hỏi vị ấy này cư sĩ nhiều thiện nam tử từ bỏ tài sản quý giá và đại gia tộc thân quyến để xuất gia trong dòng họ thích ca vì cớ gì họ xuất gia như vậy vị cư sĩ nghe bà nói liền đáp vì thấy sự nguy hiểm trong dục lạc và lợi ích của xuất gia vị ấy giải thích đầy đủ chi tiết về động lực ấy theo khả năng hiểu biết cao nhất của mình vừa nêu rõ các đức tính của tam bảo vừa thuyết giảng sự hữu ích tiện lợi của ngũ giới liên hệ đến đời này và đời sau sau đó thiếu nữ bà la môn hỏi vị ấy thế chúng tôi có thể hưởng phần hữu ích tiện lợi mà tôn giả vừa nói qua sự quy y tam bảo và giữ ngũ giới chăng vị ấy đáp tại sao lại không những điều được đức thế tôn thuyết giảng cần được mọi loài hưởng phần đều nhau rồi vị ấy cho nàng thọ tam quy và ngũ giới khi nàng đã chấp nhận tam quy và hành trì ngũ giới nàng hỏi thế còn phải làm gì nữa ngoài việc này thấy nàng có trí thông tuệ người ấy nghĩ thầm chắc hẳn nàng là một trong số người hội đủ khả năng điều kiện. Và khi giảng giải bản chất của thân thể, vị ấy nói đến đối tượng của thiền quán là 32 phần của thân. Vị ấy gợi lên cho nàng sự nhàm chán sắc thân. Và ngoài ra, sau khi làm cho nàng xúc động với một bài pháp thoại liên hệ đến vô thường, khổ, vô ngã, vì ấy chỉ con đường đưa đến tuệ quán và từ giả nàng. Nàng ghi nhớ mọi sự vì ấy nói, và với niềm suy tư do nhận thức sự bất tịnh của thân, nàng phát triển tuệ quán và chẳng bao lâu chứng đắc sơ quả dự lưu, vì nàng thành tựu đủ mọi điều kiện. Về sau nàng từ trần và được tái sanh làm thiên nữ hậu cận sắc ca thiên chủ đoàn tùy tùng của nàng gồm một trăm ngàn tiền nữ khi sắc ca thiên chủ thấy nàng ngài kinh ngạc và ái mộ nàng bèn hỏi các công đức nàng đã làm trước kia một cung điện này nơi ta trú an trụ bằng ngọc bích sáng huy hoàng khéo xây dựng để trường tồn mãi mọi phía cây vàng tỏa bóng râm đã được tạo nên do kết quả, Của công đức thiện nghiệp ta làm. Hai, Ai đã từng sanh trưởng ở đây, Đều là ngọc nữ cõi trời này, Một trăm ngàn chẳng đoàn tiên nữ, Vì thiện nghiệp nàng đã đến đây, Nàng thật vinh quang đầy ánh sáng, Đứng kia thiên nữ vẽ vang thay. Ba, như vầng trăng chúa tể muôn sao chiếu sáng hơn tinh tú biết bao cũng vậy nàng sáng ngời rực rỡ giữa đoàn tiên nữ đẹp dường nào bốn nàng đã từ đâu xuất hiện đây hỡi nàng tuyệt sắc đến trời này in thiên chủ cùng thiên chúng tam thập tam thiên giới hiện nay ngưỡng mộ Phạm Thiên và bởi thế, chẳng ai nhàm chán ngắm nàng vậy. Khi được sắc ca, thiên chủ hỏi thế, vị thiên nữ đáp hai vần kệ sau. Năm Đế thích ân cần đã hỏi han nàng từ đâu đến chúng từ trần? Xưa kia thành phố ca Si ấy, tên gọi Ba La Nại lấy lừng tại đó ngay trong thành phố nọ kê sa ca ấy chính tiền thân sáu con có lòng thành tín phật đà chuyên tâm quy ngưỡng pháp tăng già đoạn gì trọn vẹn con trì giới đạt thành các quả vị vừa qua giáo pháp vững tin đường giác ngộ thân thường không tật bệnh chi mà sau đó sắc ca thiên chủ Hoan hỷ vì thành tựu công đức của nàng và cảnh vinh hiển trên thiên giới của nàng bèn ngâm kệ đáp lại. 7. Chúng ta hoan hỷ đón mừng nàng. Nhờ giáo pháp, nàng chiếu ánh quang, tịnh tính, nàng hoàn toàn kính ngưỡng Phật Đà giáo pháp với chư tăng. Đoạn ghi trọn vẹn tu trì giới đạt đến các thành quả vẻ vang, giáo pháp vững tinh, đường giác ngộ, thân thường vô bệnh, được khang an. Sau đó, Saka Thiên Chủ kể cho Tôn Giả Trưởng Lão Mahamoggallana về sự kiện này. Tôn Giả lại trình với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lấy đề tài ấy, làm dịp thuyết pháp thoại cho hội chúng bài pháp ấy có ích lợi cho thế giới bao gồm cả thiên giới nữa. Tổng kết Năm lâu đài có sàng tọa, bốn lâu đài có sàng tọa và lâu đài có con voi. Ba lâu đài có chiếc thuyền, lâu đài có ngọn đèn, lâu đài do cúng mẹ. Hai lâu đài trinh phụ, hai lâu đài nàng dâu, lâu đài Uttara lâu đài shirima lâu đài kesa karika phẩm này được biết qua các chuyện trên lâu đài nữ nhân phẩm thứ nhất